con ơi, đổ mồ hôi trơn luôn á. Móc xuồng vô. Hả? Giờ khiên lên nè. Nổi không? Nổi không Cẩm ơi? Được không, chị ba giác lên. Người đàn ông của gia đình chị ba đứng là đem kéo quần đi đó. Chị đứng. Được không trời? Cái gì trong đây vậy chị? Nặng lắm á. Chị, nhưng mà cái gì trong đây? Cái này đựng nước được không? Không, tụi em có lỗi. Không, không. Cái cũng nước được. Cái này rất là quan trọng cô nha. Cô chú ơi, con xin lỗi nha. Chưa, chưa, cẩn thận nha. Từ từ. Để chị ba nổi đây. Con sẽ cố gắng giữ vậy không cho nó rớt. No, 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 no. Không, chị em bình tĩnh đi. Ngăn đường một người cầm thôi. Bây giờ ha, chị mấy ba có thể cầm mình lên được không? Khoan, để chị bước qua cái đó. Khoan. Cẩm. Chị buông hả? Chị buông hả? Ừ, chị buông. Chị buông đi, chị buông đi. Khoan nha, đừng có lắc nha. Em sẽ đứng yên như chứ. Để em tập sát rồi. Khoan, để Phan. Khoan, Cẩm, để chị đứng qua đã. Một, hai. Chưa, Cẩm, chị đứng qua cái đó. Chưa rồi. Chị mang trời trời. Cái nó tao đứng chị ơi. Em sợ quá. Chị ba, quan trọng nha. Cẩn thận. Chưa, từ từ. Chưa. Khiên tiếp chị ba lên. Lẹ anh lên tiếp chị ba. Trời ơi. Không sao. Nó an toàn là được. Từ từ mấy đứa ơi, nhẹ nhẹ đừng để nó rớt nha. Đi đường sông mệt thiệt á. Chị cái quần chị để vậy luôn hả? À, con xin lỗi. Chưa, cho bác chính ngồi chính giữa đi. Ba với mẹ ngồi bên hông đi chị, mình bên đây. Dạ. Dạ em ơi, giờ qua đây hả? Em ơi. Dạ, mẹ ba với mẹ ngồi đi. Ba với mẹ ngồi đâu được chứ. Dạ. Thôi mệt lắm. Dạ. Kéo xích lên đây nè chị. Để cho mấy đứa. Nè xích vô đi mà. Xin vô chính rồi, cho nó ấm cúng. Cho nó ấm cúng. Dạ. Rồi. À, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Chào thôi con ơi. Chào. Hôm nay gia đình con thật sự rất là vui mừng luôn khi đi nhận thùng quà gửi về từ chú Nghiệp và cô Dung, gửi về cho nhóm cho mấy chị em con. Thì hôm nay thì tại vì con mệt. Con thở từ từ vậy. Thì món quà ngày hôm nay thì có gửi về cho ba mẹ của con nữa. Thì bữa nay thì con có mời ba mẹ con qua thêm quà của Tường Vi. Hôm nay quà của con cũng có ở đây luôn. Nên là dì An cũng kêu con xuống. Rồi bây giờ con xin phép chú Nghiệp và cô Dung để khui thùng quà này nghe cô chú. 1, 2, 3 khui. Hai tiền đạo. Ủa chị hôm nay có mình cái dao hả chị? Cái dao kia nó bị hư rồi. Khui được không chị ba? Được. Thùng ba rất thùng quà nặng lắm luôn. Nặng. Không mấy thì đỡ lên trên cho con Cẩm chị. Cho con Cẩm mấy gọc đường trên. Không cái này. Chị đưa cho Cẩm qua đây đi chị, nó dễ nè chị ba. Trên là đưa con Cẩm nó gọc đi chị. Ba mẹ hôm nay có vui không? Vui. Em lên vui. Đừng gì vui không con? Vui hả? Hôm nay là quà của ông với lại bà gửi về cho con nữa đó. Dễ gặp hơn. Dạ. Wow. Trời ơi sao to đùi quá. Ôi vui quá chú ơi, thấy cái gì kìa. Không được. Không cho em. Sao vậy? Không cho em. Dành cho em. Không. Mày hợp không? Mày quá cho em. Mày chạy. Này. Qua đây, không có được. Mình gia đình dùm ngạch rồi. cái mặt thường sao nhắn tâm lý luôn vậy. Cái hai thùng kẹo này nè là chú Nghiệp nói á là không có cho Cẩm ăn. Ồ, phải hỏi lại chú Nghiệp cô Dung đi nha. Trời ơi. Không nha mấy đứa ơi. Nè cho chị ăn. Kẹo này Cẩm không có thích. Chị ơi. Chị có lần trước cái hũ vitamin em lần nữa hũ không? Em xin phép chị nha. Em cho Cẩm ở đâu thêm chút xíu nữa thôi. Giờ mình chia luôn đi mấy đứa. Tại chị phát mấy đứa mình ăn trước nha. Nhớ là không được cho chị Cẩm. Chị qua bên kia. Chị đề qua. Sao tôi nghiệp không cho chị Cẩm ăn nha. Nè. Cái này là con bánh chất luôn á.
rồi mấy đứa ăn đi mấy đứa. Chú Hòa đứng cho chị Cẩm ăn. Cho chị Cẩm ăn nhìn thôi. Ai cũng có hết trơn á. Chú ơi, chú dặn là không có cho Cẩm. Chết rồi. Chết rồi, buồn quá. Đau lòng quá. Dám ăn hết hai thùng này hả? Ơi nhớ nghe nè, hãy nhìn đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người. Tụi tôi đông lắm nha. Chú ơi, chỉ có con mới giải quyết được hai thùng vậy thôi. Không ai giải quyết được cả. Chết rồi. Vậy thì xin phép cô chú đi, chị sẽ cho lại 1 thùng. Thôi chị ơi. Chị ơi, chị cầm nó gì nè. Chị ơi, nói chi em nó lắm luôn á. Em gái em gồng lại đó, em gục cái tay lại hoài đó. Được, lát đi. Chị ơi, nó cũng vậy nè, nó chà vậy hoài luôn là chết luôn á chị. Chú ơi, hồi chắc giặt lộn con chứ ngăn chết quá chú ơi, vì hai tuần kẹo này. Dạ, tiếp theo chú ơi, cô chú ơi. Lấy cái đi cậu. Em được lấy hay chị, em lấy giùm cho. Cái này có hai ta. Lấy luôn đi. Kagame. Em của Kagame. Một đường chỉ nha mọi người. À, không có mai nha, gia nhập nha. Sao đây đâu thấy ở Việt Nam có đâu. Của em vậy. Đẹp luôn á. Vừa cắp, vừa cắp. Vừa. Thôi đem về xài luôn đi con. Nha. Rồi, cô Dung nhiều nha. Cảm ơn dùm luôn. Vui quá, đau bụng quá. Cái này là trắng đây không bị tụi. Cười mệt quá chị ơi. Đây là của. Đây, sẽ treo chiếc tủ. Chị của em. Chị của em. Cứ tưởng là của em. Của em chứ. Bỏ chị đi. Bỏ chị đi là sẽ là không của đâu, em. Đâu, chị đau lòng lắm nha. Vậy là chị của lấy em hồi nào vậy? Chú ghi ghép bệnh em hồi nào vậy? Đây. Đây. Bé chị ba đây, chị bé ba đây nè. Mở ra đi chị, mở ra đi chị. Mở ra mở ra. Chị vui nè. Trời ơi, cái nói dầu đó kìa. Chị ơi, bắt đầu rồi. Đó là cái gì vậy? Không biết. Cảm ơn cô chú. Mà như lố xanh đó chị ơi. Lố xanh đó. Giá thịt kem giá. Lố xanh đó chị ba. Đúng rồi, lố xanh. Lố xanh. Lố xanh. Chị đó là gì? Dưỡng thể. Dưỡng thể. À, thì là vậy. Tiếp theo. Của chú Nghiệp cô Dung gửi cho mẹ. Cảm ơn anh Nghiệp và chị Dung. Dạ. Chúc anh Nghiệp với chị Dung dồi dào sức khỏe, trăm năm hạnh phúc nha. Lãng mạn quá. Chính ơi, mở mẹ mở ra đi mẹ. Có gì vậy mẹ? Có má của Thúy An rồi có tía của Thúy An không ta? Tía của không biết. Giờ mình kiếm cái tía thì chị cho nó đủ một cặp chị ơi. Rồi. Wow. Chị ơi, em thấy cái chữ Victoria Secret luôn á. Cái này là của... Wow. Bé Cẩm. Chị em đỡ, em đỡ, em đỡ. Bé Cẩm chú ơi. Ủa sao quà của Cẩm mà con vui dữ chú. Cô chú nha. Rồi, con xin lỗi nha cho mẹ. Cái này là kiểu đặc quyền á chị. Hình như là Cẩm không có sạc tia. Đúng rồi, xé ra mới được. Xé, nhưng mà xé vừa vừa thôi Cẩm ơi, để nát. Wow, cái gì vậy Cẩm? Thôi 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 thôi. Ừ. Cho chưa có mở đi. Gì vậy? Con đau bụng quá hả? Không có. Thôi gửi em mở. Em trong nó em mở quá. Thơm quá. Em có mở đâu gì. Thơm mà chị. Trời đất ơi nè, cái lỗ chưa mở. Thấy nó thơm, nó phát mùi thơm ra. Tức là chú Nghiệp và cô Dung tặng là thơm thôi. Là kiểu là nó bắt mùi từ bên kia về luôn á chị. Nó thơm từ bên kia về luôn. Thôi tiếp theo vui quá à. Thôi đau bụng quá chị ơi. Caramel nè. Đến caramel.
nữa rồi Cẩm ơi. Sọc caro, sọc caro. Ôi đẹp quá ha. Quá đẹp rồi. Con nghĩ nó không hợp với lại cái anh đó đâu. Ơi, hợp chứ. Không nha, cái này vô đẹp, cái này đẹp. Anh chị cũng lựa đẹp đó ha. Đẹp. Quá đẹp. Trời ơi, cái áo kìa. Để em thử cho chị. Để em thử cho nha. Thôi không được. Thôi, được rồi nha. Không có được á. Vậy nhưng mà đẹp không, đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Anh chị quen bận đồ vậy cho mọi người nha. Cái màu sọc này. Thôi thôi, tiếp lại cho mấy đứa nhỏ nó mừng nha. Chết lại. Để lại cho mọi người nha. Cái lọc đâu rồi, cái lọc đâu rồi. Nữa hả? Đánh ra ra em. Thay ra nữa. Cẩm ơi, sao xài dưỡng thể? Chị ơi, thay ra men xài dưỡng thể hả chị? Cô chú ơi. Thay ra men thu à? Ôi trời ơi. Nhà con còn có người nam cuối cùng. Chú làm gì là... Ôi, chết rồi. Tại sao trời ơi, nó buồn quá à. Cô chú ơi, Caramel là cái người thứ nhất là cầm máy là đàn ông duy nhất của gia đình con, mà cô chú chơi như là chết tụi con rồi. Con mệt quá rồi, xa xa là chết. Thôi em mệt quá chị ơi. Cô chú ơi, Ngang cô bé Ngang đây nè, bé Ngang để nó ho xong về. Mệt quá chị ơi. Con cảm ơn cô chú. Cô Điên ơi, mệt quá. Làm hơ luôn. Sao ai cũng cười có, mệt quá mọi người. Giống quá vậy. Giống của chị. Hai đứa mình là một cặp nha chị ba. Con cảm ơn cô chú nha. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Rồi, cảm ơn cô chú chưa? Dạ rồi. Rồi. Tiếp theo là cá hộp biếu ba má Thí An. Dạ cuối cùng cũng có được chữ tiếng rồi. Có được chữ tiếng. Cảm ơn anh chị nhiều. Chúc anh chị dồi dào sức khỏe nha. Hơn trăm năm hạnh phúc nha. Răng lòng thật. Trẻ mãi không già nha. Anh Nghiệp. Trẻ mãi không già. Chúc chị nhiều sức khỏe. Anh Nghiệp chị Dung ơi. Chị Dung. Ba anh Nghiệp không là cô Dung con buồn đó. Xin lỗi anh Nghiệp, chị Dung. Dạ, tiếp theo là cá hộp. Dạ, con sẽ chia cho các bé trong nhà là các em mỗi người một hộp ăn cho biết nha cô chú. Dạ. Rồi, cảm chi đi cảm. Dạ, cảm ơn cô chú. Cái này là gì? Cá hộp. Nè, mỗi người một cái đi con. Cái này để ăn. Chắc là để Đi chữ kẹo hả chị? Hình như cái này cô chú cho từng viên. Đây! Từng Vi ơi! À, dạ cô chú ơi, nguyên cái phần này là của từng Vi. Con sẽ gửi cho từng Vi. Đây từng Vi, nhận diện này cho từng Vi. Xích lại con, xích lại từng Vi. Khoai ấy qua đây lấy luôn. Xích lại đây, xích lại đây lấy luôn nhiều từng Vi. Qua con như đây lấy luôn. Rồi. Cái này nó cái màu. Con mở ra đi con, mở ra xem đi. Cảm ơn nha. Ba chị em mình đầy đủ luôn cho chị em nè. Cái này là cá mòi. Cái này cũng giống cá mòi. Giống cá mòi. Dạ. Tháo ra là lấy. Mà không được hả? Ý nhất cái bọc kìa. Cái bọc kìa không được. Cái đây mở giúp chị được không? Được rồi con. Kẹo quá bác chín. Kẹo ngon lắm bác chín ơi. Ôi, tiếp. Wow. À, trời ơi. Con đứng lên mặt đi Tường Vi, con đứng lên mặt đi Tường Vi coi vừa không? Vừa. Dạ. Đẹp. Trồng cái áo khoác chưa? Ừ, bên kia. Lộn tẹp. Lộn tẹp. Để kêu Nhi mặc luôn chị. Ôi, cái áo khoác nữa mặc vừa Vi. Con mặc vừa. Mở ra cho em. Mở ra đó Vi này hả? Để cho Vi này. Con này là mặc gấp đó. Gấp. Ôi, ấm lắm nha mọi người, ở trong có lốc nỉ nữa kìa. Ấm dừa luôn. Dừa. Ôi trời, dừa nghiến luôn kìa. Đứng lên đi con, đứng lên kéo khoác lên. Dừa chưa? Ôi cô chú lựa hay dữ ta. Dừa rồi chị ơi, thích kịch luôn. Cưng quá vậy. Vào đúng mùa đông luôn, Tường Vi ơi. Ôi dừa. Ôi, đẹp quá. Rồi, Tường Vi qua đi, ông với bà. Con cảm ơn ông chú, con cảm ơn ông bà, con chúc ông bà nhiều sức khỏe. Em lòng đầu bà. Là chưa
lâu chút để đợi. Quần dừa không? Quần con dừa không? Thử luôn đi. Thử luôn đi. Giả giả cái quần lên đi. Hay dừa chắc dừa. Quần nó hơi dừa mà. Rồi tiếp theo là quần cho mấy con, quần cho các bé. Rồi cắm cầm lên đi, cắm chia cho các bé. Hỏi người lấy. Mấy đứa lấy. Đây. Đó. Quần này mát kiểu ta. Đây. Cái quần này là quần thể dục quá. Gọi mấy con xem có chưa không nha. Không chưa. Không hả? Nhỏ thì cho. Nhỏ hả? Cho mấy bé nhỏ nhỏ đi. Tì chắc lát nữa mấy con thử nha. Lát cái bự đó. Lát con thử nha. Mấy đứa thử vừa cái nào lấy cái đó đi. Dạ, cái này là xà bông đúng không ta? Xà bông mấy chị. Xà bông. Biếu ba má thí an. Ủa tía cái má nha mọi người. Tía má nữa tía má ơi. Tía má ơi. Cảm ơn anh đẹp chị Dung. Chúc anh đẹp chị Dung dồi dào sức khỏe. Quá khỏe luôn. Quá khỏe luôn. Chia đều cho nhóm. Cảm ơn cô chú. Chia đều kiểu đi cắm. Cái này cô chú chia đều. Chia đều cho nhóm luôn. Mỗi người một cục. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú nhiều lắm. Tiếp theo là quà của em. Trời ơi, nãy giờ mới thấy nha chị. Cảm ơn chú Nghiệp và cô Dung. Wow, thích quá. Bông. Thích giống mẹ luôn quá. Trông kỳ giống em á chị. Con, cô chú lại cho con giống gà mẹ là sao? Đó là một đặc ân đó mọi người. Dạ, con rất là thích món quà của cô chú tặng. Con cảm ơn chú Nghiệp cô Dung rất là nhiều. Yêu quà con nha. Con khỏe và nhìn nhìn đồng đau lòng quá cô chú ơi. Chị, em cảm giác giống như là cái này nè. Cái này là giống như là bầu trời ban đêm, này xài ban đêm. Còn cái của chị em là xài ban ngày á. Cũng vẫn xài ban ngày luôn á. Kiểu không biết, tại vì em giỡn trai em nói thôi chứ em cũng không biết nữa. Nó giống vậy á. Không, mọi đứa hai cục chị đang chia mà. Rồi tới đâu rồi? Mỗi đứa hai cục. Tới đâu rồi? Hai cục. Vậy bắt đều đi, bắt đều đi. Hai đứa mỗi đứa hai cục, một đứa hai cục thu lại. Chưa đủ. Mỗi bé hai cục về nhà sử dụng cho nó hôm con. Đứa nào chưa có? Rồi. Cánh bên kia đứa nào chưa có? Không trả lại hết đi chị nãy chị. Dạ tiếp theo thì dạ ôi. Trời ơi, chú ghi chữ đẹp quá. Dạ tiếp theo là con nhận cái phần của em Quỳnh là Tu Quỳnh. Chúc quà nhỏ cho con, chúc con thành công và có một tương lai tốt đẹp. Chú Nghiệp, cô Dung. Dạ con xin phép chú Nghiệp và cô Dung con sẽ nhận thay cái phần quà này cho em Quỳnh. Và con ra mấy chị em con sẽ gửi tặng tay em Quỳnh. Cảm ơn chú nha chú. Cảm ơn cô. Chữ đẹp quá ha. Cắm cắm này cho chị đi cắm nó thương con. Dạ. Và tiếp theo là một cái laptop nữa đó là chú gửi đến cho Hiệp, món quà nhỏ giống giúp con trong việc hoàn tất việc học, chúc con thành công chú Nghiệp và cô Dung. Dạ con cũng xin thay mặt em Hiệp nhận món quà này từ chú Nghiệp và cô Dung, thì con cũng sẽ đến nhà của Hiệp và trao tặng tay đến cho Hiệp nha cô chú. Dạ. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn chú. Ôi nặng không chị ơi, cầm đi cưng cái laptop đó. Cái kiểu quá đẹp cho em gờ miếng chị đẹp nè. Gờ đi cưng. Dạ gờ lấy mồi em vậy. Thôi hẹn là hết rồi. Em xin giùm. Dạ xong rồi hết rồi. Con còn tưởng còn nữa. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Quá đi. Chị lấy thùng ra nha. Dạ. Chị ba, chị đừng bỏ thùng lên chị ba. Ôi. Cái này là của mình. Này nó mình chia cho mấy bé ăn đi. Nhưng mà đừng chia cho cảm chị ơi. Đừng có cho cảm. Phải xin phép cô chú mới chịu. Cho cảm. Dạ, hôm nay thì mấy em con trong nhóm ba mẹ con và Tường Vi nữa nhận món quà từ cô chú gửi về, thật sự rất là vui luôn, rất là ấm áp trong gia đình. Thì con cũng xin đại diện nhóm Thôn Nữ Miền Tây, con xin chúc gia đình của chú Nghiệp và cô Dung luôn luôn nhiều sức khỏe, luôn luôn có nhiều tiếng cười trong cuộc sống và ngập tràn hạnh phúc. Cảm ơn chú Nghiệp cô Dung rất là nhiều. Cả nhà chào cô chú nha. Bye bye. Bye bye.